Chào mừng các bạn quay trở lại với Super Mario 3D. Hôm nay chúng ta sẽ qua World số 2. Hôm trước chúng ta đã giải cứu được một cái em tên là Rixis, công chúa Rixis màu xanh lá cây. Okay, hôm nay chúng ta sẽ qua cái World số 2. Okay, để đi từ World 1 qua World 2 thì chúng ta qua cái đường ống. Đây là một cái quy tắc của game. Và hôm nay chúng ta sẽ qua World 2 để giải cứu cái em màu vàng tên là Rixis. Như vậy thì ở cái World 2 này thì chúng ta chỉ mới được mở có một cái tòa nhà thôi. Đấy là cái tòa nhà tên là Condorcation. Let's go. Ở World 2 này thì chúng ta sẽ chọn Luigi. Chúng ta thấy cái màu của Luigi như là khác màu của Mario rồi. Ok, rất là diêm. Wow, đây có một ngôi sao này. Let's go. Hey. Cái con mèo Luigi hình như nó hơi khác so với con mèo của Mario và thôi. Ở đây mình cũng mới lấy được một cái chuông, đó là cũng là một cái tiền, đó là một cái power up để mà ta biến thành mèo. Cái gì hả? Ok, here we go. Như trên trên đầu này có cái gì nè. Ok, để mình nhảy lên đây. Đã lên. Thôi, không được, cái này lên. Ở đây là có những bức tường nó nhỏ nhỏ như vậy mình có thể leo lên được nè. Cái này là gì? Tiền. Wow, đây có tiền hả? Do tiền nặng quá cho nên nó rớt xuống rồi. Ôi trời ơi, tên chết mẹ. Quá hồi nãy giờ tiền nặng quá. Tiền nặng quá cái nó chết mình luôn rồi. Cho nên hồi nãy mình đi hơi không cẩn thận đó. Wow, nãy mình đã chết một mạng rồi. Ok, nãy tiền nhiều quá. Hay lên được hả? Em biết lên là... lên mãi. Ok, cái chỗ này hình như hơi cẩn thận thôi. Okay.
cho con chim này. Ok, như vậy thì mình cũng đã vượt qua được cái màn này các bạn. Ở cái màn này thì chúng ta cũng đã bị mất hết hai màn rồi. Let's go. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng kiếm được ba ngôi sao. Bây giờ chúng ta xem coi nó mở được bao nhiêu cái màn tiếp theo. Wow. Gì đấy? Cái đó là cái gì? Hai nữa nè. Wow. Cái này nó kêu mình thiết lập cái ID của Nintendo nhưng mà mình cũng không cần đâu. Cái này là cái gì ta?
cái này lấy cái stem. Stem. Ok, bây giờ chúng ta cũng đã mở được thêm một cái màn chơi nữa rồi. Bây giờ mình sẽ vô tiếp cái màn này coi. Đây là màn Shadow Play Our Face. Let's go. Wow. Ô, cái cây này nó ăn được khi mình gặp đối thủ hình như nó ăn rồi. Mình thử. Ô, đây có thấy con sao nè. Đây là cái bóng. Wow, giờ con phải sao lên. Chá chị. Nó ăn rồi. Đã thì chứ. Quả không ăn luôn, nó ăn đồng đỏ nữa luôn. Ôi nhìn này nó ăn đã thì coi. Bỏ nó lại rồi. Wow, cái này chơi cái bóng. Ở đây có con đấy nè. Nó ăn kìa. Ôi, có con bự. Tiếp. Không vô được. Vậy mình thả nó ra đi. Ôi. Wow. Này hình như phun lửa. Đây nè, có một con đây nè. Wow, tuyệt vời. Rồi, nó ăn kìa. Cái con này nó phải xích này, nó sẽ ăn. Oh my god. Oh my god, mày mất hết mạng rồi, ổn quá. Ổn quá. Đây hình như có ngôi sao trong bóng này nè. Wow, nhưng mà mày chết rồi. Chết hết 2 mạng rồi. Oh my god. Ổn quá. Đây là Luigi. Wow. Ôi, con tót chắc chắn là nó có một cái ngôi sao nữa. Thì... đây nè. Ok, mình có được ngôi sao nữa nè. Hey, hey. Ôi, kết thúc luôn rồi. Let's go. Wow, Luigi, baby. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta cũng vượt được qua 2 màn của World 2 các bạn. Ở màn này thì chúng ta thu thập được một cái stem, giống như là cái cây ăn thịt vậy. Let's go. Ok. Và đây là chúng ta thấy nó sẽ mở cho chúng ta thêm một cái tòa nhà mới nữa các bạn. Ok, như vậy thì hôm nay mình xin tạm dừng video ở đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của cuộc 2. Ok.